Ân Đế đăng cơ muốn tuyển tú, mẹ ôm nàng mới 14 tuổi khóc đến quên trời quên đất. Cha cắn răng, Tường Nhi yên tâm, cha vào cung thay con. Khi nghe thấy câu này, cơ thể nàng run lên tưởng tay mình bị ù. Nhưng nói chứ, chiêu này có thể, vì nàng và cha trông rất giống nhau, dáng người cha nàng không cao, eo thon, lưng mỏng, nếu mặc nữ trang thì cực kỳ giống Mạnh Tường vào 20 năm sau. Nhưng nàng vẫn hơi nghi hoặc, cha là nam tử đó, dù có giống đến đâu thì lên giường vẫn phải cởi áo. Lúc ấy chuyện bại lộ, lòng Nhan giận dữ, là tội diệt môn đó. Mạnh Tường thở dài, cha, chuyện đã đến nước này, con chỉ đành, tốt quá rồi. Mẹ nàng trượt bánh xe lăn lướt nhanh tới như thể dẫm phong hỏa luân. Túm lấy tay cha nàng, lệ nóng rưng rưng, A Sâm, ta không ngờ vì con gái mà chàng có thể hy sinh đến mức này. Chàng yên tâm, sau khi chàng đi, mọi việc trong nhà đã có ta. Ta và Tường Nhi sẽ ghi nhớ ân tình của chàng. Đôi mắt cha lóe lên hai cái rồi gật đầu. Mẹ nàng bắt đầu chuẩn bị của hồi môn, quần áo, trang sức cho cha. Lựa chọn cả thị nữ và mama tùy tùng, mãi đến khi bà nhét mấy lọ dầu bôi trơn vào trong thùng. Mạnh Tường không nhịn nổi chọc mù mắt mình. Mẹ, cha hồ đồ, sao mẹ cũng hồ đồ theo thế? Đây là tội chết khi quân phạm thượng đấy. Con yên tâm, mẹ nàng tay chân lanh lẹ thu dọn. Cha con giỏi lắm, đến lúc đó, ông ấy trở thành sủng phi. Mạnh gia chúng ta cũng nước lên thuyền lên. Hiệu trong cung đã đến đón người. Cha nàng mặc một chiếc váy hồng nhạt lên xe, trên mặt ông ấy còn bôi phấn, sóng mắt lưu chuyển, mặt mày đưa tình, thật khiến người ta rung động. Dáng vẻ và tư thái yêu kiều mềm mại đó còn giống một cô nương như nàng hơn. Cha nàng có chút không nỡ, túm lấy ống tay áo ông rồi khóc thút thít. Cha vào cung rồi, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn nhất định phải nói với con, đừng có chịu đựng một mình nhé. Biết rồi, cha rút ống tay áo về rồi khẽ nhíu mày, trên mặt không che nổi sự nôn nóng. Mau vào cung thôi, đừng để hoàng thượng chờ lâu. Cha nàng vào cũng đã non nửa tháng, nghe nói được hoàng thượng cực kỳ yêu thích, hôm sau đã phong làm thần quý phi, ngày nào cũng bầu bạn bên cạnh ông. Cuối cùng hai mẹ con nàng đều yên tâm, bàn bạc tìm cơ hội để Mạnh Tường lặng lẽ rời thành, tới nương nhờ cô mẫu ở nơi xa của nàng. Nào biết Sử Bộ đột nhiên tìm đến cửa. Mạnh phu nhân, chúng ta tới hỏi thăm Mạnh thừa tướng, vì sao đã nửa tháng liên tiếp không lên triều, thời gian này chúng ta cũng không nghe thấy tin tức gì của ngài ấy, liệu đã xảy ra chuyện gì ư? Hai mẹ con nàng cả người run rẩy. Đúng rồi, cha nàng vào cung thay nàng, thế ai thay cha lên triều đây? Mẹ nàng cười giả lả, thừa tướng, ông ấy có chút không khỏe. Nếu đã vậy, thế để chúng ta đi vào thăm hỏi thừa tướng đại nhân một chút nhỉ. Người của Sử Bộ nhìn khiến mẹ nàng liên tục đổ mồ hôi lạnh, hắn nheo mắt, Mạnh phu nhân, sao bà căng thẳng như vậy? Mẹ nàng nhất thời hoảng hốt, buột miệng thốt ra, thừa tướng, ông ấy cũng sắp gần khỏi rồi, ngày mai chắc chắn lên triều. Có được sự đảm bảo của mẹ nàng, người của Sử Bộ nửa tin nửa ngờ rời đi. Chờ người đi hết, bà lập tức gọi người tới bắt đầu thu dọn đồ quý dễ mang. Tường Nhi, xem ra chúng ta không thể tiếp tục ở lại kinh thành này. Mẹ chạy tới nhà cô mẫu cùng con vậy? Mạnh Tường an ủi, mẹ, chúng ta không chạy được. Hơn nữa, cổng thành canh giữ nghiêm ngặt, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào sản nghiệp to lớn của Mạnh gia ta như vậy. Với cả đại tỷ và nhị tỷ đã xuất giá, chúng ta vừa đi thì họ phải làm sao? Nàng thở dài, ánh mắt dần trở nên kiên định, thôi vậy, cha có thể vào cung thay con thì con cũng lên triều thay ông ấy. Mẹ nàng bị sốc, Tường Nhi, con đừng tự đào hố cho mình. Mẹ yên tâm đi, nàng khẽ cong khóe môi, có hoàng thượng ở, con không sao đâu. Quan phục của cha nàng mặc lên người nàng hơi rộng rãi. Mạnh Tường buộc tóc lên, đội mũ quan của cha, cầm thẻ quan, chờ kiệu lắc lư đi tới bên ngoài cung điện. Còn cách thời gian lên triều chưa đầy một nén nhang. Ôi trời, ông trời ơi, Mạnh thừa tướng, cuối cùng ngài cũng tới. Ông công vội vàng muốn dẫn nàng vào trong, nhưng vén rèm lên, vừa nhìn đã ngạc nhiên, sững sờ, ngươi là ai thế? Mạnh Tường phất tay áo, nghênh ngang đi xuống, lườm hắn một cái, nửa tháng không gặp, thế nhưng Tô công công lại không nhận ra bổn tướng. Tô công công bị khí thế của nàng đè bẹp, nhất thời không thốt lên lời, mặc cho nàng nghênh ngang đi vào trong, đứng ở vị trí đầu tiên của bách quan. Ngươi là ai? Một con nhóc từ đâu ra thế? Đúng là quậy lung tung, mau ra ngoài, ngươi không phải là tam nữ nhi Mạnh Tường của nhà Mạnh thừa tướng à không? Không phải là thần quý nhân ư? Tao lại ở đây, mọi người đều sốc đến độ làm rơi cả thẻ quan, lại luống cuống nhặt lên rồi nhìn nàng như nhìn thấy quỷ. Lúc mọi người đang ồn ào, hoàng đế bước chân lững thững đi vào, mày kiếm khẽ dựng, quát lên, ồn ào cái gì? Còn ra thể thống gì? Vẻ ngoài của hắn tuấn tú, nhưng mắt thâm, sắc mặt trắng bệch, cơ thể yếu ớt, rõ ràng là đắm chìm trong tửu sắc quá lâu. Nàng đứng trước mặt mọi người, dành quỳ hành lễ trước thần, Mạnh Sâm, bái kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng, người này không phải là Mạnh thừa. Hoàng đế thong thả nhấc tay lên, lại tự mình đi xuống, đỡ nàng dậy, cong môi cười, mấy ngày trước, Mạnh thừa tướng đổ bệnh, trẫm rất lo lắng cho ngươi đó. Mọi người sửng sốt, sớm nghe nói hoàng thượng độc sủng thần quý phi, nhưng chưa từng sủng đến mức này, vậy mà cũng chắp tay nhường vị trí thừa tướng của cha nàng cho nàng ư? Hắn vừa lên tiếng như vậy, mọi người đều câm như hến, không dám đứng ra nữa. Tân đế bạo ngược, vô nhân tính, vừa mới đăng cơ chưa đầy nửa tháng đã chém giết mấy lão thần tiền triều, bạc tình bạc nghĩa khiến người ta phải cảm thán. Cả đại điện im phắc như tờ, thấy không ai quấy nhiễu nữa, hoàng đế vui vẻ ngồi trở lại long ỷ. Vị trí hoàng hậu của trẫm vẫn luôn để trống, giờ đã chọn được người, chính là Mạnh Tường, tam nữ nhi của Mạnh thừa tướng. Hắn vừa dứt lời thì thấy một người mặc phượng bào chậm rãi đi ra từ chắc điện, chính là cha nàng. Nửa tháng không gặp, cha lại hồng hào, mịn màng hơn nhiều, mặt mày giãn ra, cánh môi đỏ hồng. Hoàng thượng ôm lấy cha nàng, bảo ông ngồi ở bên cạnh mình. Tôi cười ha ha, các vị còn không mau bái kiến hoàng hậu.
mấy lão thần năng lực tiếp nhận kém lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ, rất nhanh bị bấm nhân trung đánh thức, run rẩy gằn từng chữ bi thương, hoàng thượng không được. Hoàng thượng nhướng mày, Mạnh gia là lão thần ba đời của Ung triều ta, hao hết tâm huyết vì hoàng tộc Cố thị ta, vì sao không được? Lão quốc sư vừa mới tỉnh lại nghẹn đỏ mặt, cả người run rẩy nói, thần quý nhân còn chưa sinh con nối dõi cho hoàng thượng, lúc này lập hậu vẫn còn quá sớm, mong hoàng thượng suy xét lại. Mọi người thi nhau quỳ xuống, đồng loạt cất cao giọng. Sắc mặt hoàng thượng ngày càng khó coi, Mạnh Tường nhân cơ hội bước tới một bước đối diện với bách quan, tỏ vẻ đau đớn, các người thật là to gan, hoàng thượng muốn lập ai làm hoàng hậu là chuyện nhà của ngài ấy, mắc mớ gì tới các ngươi. Nàng quay lại rồi khom người, thần bái kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đám a dua nịnh hót trong triều lập tức quỳ theo nàng, đồng thanh hô hoàng hậu nương nương. Lão quốc sư che ngực, hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng nể tình lão thần tận tâm dạy bảo ngài hơn 20 năm, đừng cố chấp làm theo ý mình. Nói xong câu này, quốc sư quyết tâm tìm chết, đụng đầu vào cột, lập tức máu bắn ba thước. Sắc mặt hoàng thượng như ăn phải ruồi, nhìn trưởng bối yêu thương mình như con cháu từ nhỏ mà chẳng thấy tự trách đau lòng gì, trái lại còn chán ghét, xui xẻo. Sâm nhi đừng nhìn bẩn mắt đấy. Hoàng thượng mất kiên nhẫn vung tay, tìm thái y, hắn dắt thần quý nhân rời đi trước, tôi ra hiệu bằng mắt với nàng. Nói ra mới nhớ, cha nàng là lão thần tiền triều, cũng từng là thái phó của hoàng thượng lúc nhỏ giống như quốc sư, còn là trưởng bối đức cao vọng trọng của ngài ấy. Mạnh Tường thu tâm tư lại, lập tức lấy cớ thăm nom con gái để vào cung. Sau tấm rèm mỏng, bóng người trùng điệp trên giường, nàng ngập ngừng gọi một tiếng cha. Cha vén rèm lên, mặt mày đỏ bừng, nàng thấy mà mí mắt run rẩy, dạo này cha sống có tốt không? Tường nhi, con yên tâm, hoàng thượng đối xử rất tốt với cha. Ông vừa nói vừa muốn đứng dậy nhưng lại suýt một tiếng ngã ngồi xuống. Nàng mấp máy môi mấy cái, hơi khó khăn mở miệng, vâng, con gái đã nhìn ra rồi, thấy dáng vẻ băng cơ ngọc cốt, trơn bóng mịn màng của cha, còn có tinh thần hơn trong nhà nhiều. Rốt cuộc phong thủy tử Cấm Thành nuôi người tốt. Mạnh Tường dứt khoát chắp tay đứng ở trước cửa sổ, không thấy đỡ bẩn mắt cha. Tiếp theo làm thế nào đây, cha có dự định gì, làm thế nào ư? Dĩ nhiên là sủng Sâm Nhi tới tận xương rồi. Hoàng thượng khí phách đẩy cửa đi vào, không để ý tới nàng đang hoảng sợ quỳ lại, ôm lấy cha nàng rồi nâng cằm ông lên. Sâm Nhi, đời này chuyện trẫm đắc ý nhất chính là có được ngươi. Cha nàng liếc nhìn nàng, hơi mất tự nhiên muốn đẩy ra. Hoàng thượng khẽ nhèo mắt, ngươi dám chống lại trẫm? Cha nàng lập tức lộ vẻ mặt làm nũng, khẽ đấm nhẹ lên ngực hắn. Thấy tình hình chiến đấu kịch liệt, hoàng thượng còn luôn miệng hỏi han, Mạnh Tường không nhịn nổi nữa, đứng phát dậy từ trên đất, sơ ý làm đổ chén trà. Cuối cùng tiếng vỡ giòn giã đánh thức hoàng đế. Hoàng thượng, hiện tại quan trọng nhất là quốc sư thể chết không chịu cho ngài lập thần quý nhân làm hoàng hậu, đến cùng là vì để ý thần quý phi không thể mang thai, chuyện này nên làm thế nào đây? Nàng nghiêm túc hỏi. Hoàng thượng nhìn nàng với ánh mắt âm u, chấm tìm ngươi đến là để nghĩ cách, không phải tới hỏi vặn lại chấm. Mạnh Tường lập tức hạ mình, việc này hay là làm phi tần khác trong cung mang thai đã, sau đó ghi dưới danh nghĩa thần quý phi. Mạnh Tường còn chưa nói xong, một chén trà đã nện thẳng mặt, cộp một nhát đập lên góc trán nàng, máu chảy xuống từ trên mặt nàng, nhỏ xuống đất. Mạnh Tường rũ mi, quỳ xuống, thần biết sai rồi. Hoàng thượng khẽ vuốt ve gương mặt cha nàng, si tình nói, cả đời này ngoài Sâm Nhi ra, trẫm sẽ không chạm vào ai cả. Đám nữ tử đó thật sự quá buồn nôn, tiếp xúc với họ chỉ tổ làm bẩn cơ thể trẫm. Mạnh thừa tướng, ngươi phải nghĩ ra một cách để Sâm Nhi sinh ra đứa con chung của chúng ta. Hoàng thượng như hét lên với nàng như điên dại, ôi trời ơi, đúng là nghĩ cái gì thì cái đó tới. Ngươi tự đi hỏi thử xem, thiên hạ này có nam nhân nào mang thai được đây? Thần sẽ san sẻ lo lắng với hoàng thượng. Nàng giả bộ trở về nhà suy ngẫm 2 ngày, cuối cùng hiến một kế hay cho hoàng thượng. Hoàng thượng, nghe nói ngoài Đông Hải có một tiên nhân có thể khiến biển cả chảy ngược, trời nắng đổ mưa, làm trái thiên đạo. Nếu như có thể tìm được vị tiên nhân đó, để thần quý phi mang thai cũng không phải nói chơi. Chỉ là đường đến Đông Hải xa xôi, tiên nhân lại không dễ thuyết phục, cần khá nhiều ngân lượng và báu vật, xin hoàng thượng mở quốc khố cho thần sử dụng. Hoàng thượng không chút do dự vung tay, ngươi phải mời được tiên nhân ra tay giúp đỡ bằng mọi giá. Hộ bộ thượng thư đã bị hoàng thượng vấn trảm từ lâu, nên vị trí này vẫn để không. Nàng cầm chìa khóa quốc khố, vận chuyển tiền bạc tài bảo ra ngoài một cách dễ dàng. Mạnh Tường tới Thượng Nhiêu, đất phong của đại tỷ phu Huy Viễn tướng quân trước, rồi lại xuôi xuống Giang Nam đến Diêm Đô thăm nom nhị tỷ và nhị tỷ phu, nhà giàu số 1 Giang Nam. Sau khi du ngoạn khắp nơi, Mạnh Tường bốc một vốc bùn ở trước cửa rồi nặn thành quả cầu, đặt trong hộp gỗ đàn óng ánh chân châu dâng lên cho hoàng thượng. Tường nhi, giọng cha run rẩy kích động khó tả, tiên đan này có thể khiến ta sinh hoàng tử cho hoàng thượng à? Nàng nghiêm túc gật đầu, hơi lo lắng, chỉ là cha, dù sao tiên đan này là vật đến thiên ngoại, cơ thể người phàm ăn vào trong lúc mang thai phải chịu nỗi đau cực lớn. Cha, người có được không đó? Cha không chút do dự nuốt tiên đan, rồi vuốt ve bụng nhỏ của mình, mệnh hèn này của ta có là gì đâu, ta phải sinh được hoàng tử cho hoàng thượng. Mạnh Tường giơ ngón tay cái. Không lâu sau, tin thần quý nhân đã mang thai đã lan khắp kinh thành. Lão quốc sư đức cao vọng trọng của thái y viện bắt mạch mấy lần, cuối cùng ngạc nhiên không thôi, như thể phải chịu đả kích to lớn, cả người mờ mịt bẩm báo, bệ hạ, thần quý nhân, ngài ấy thật sự đã mang thai. Lão thái y cảm thấy cuộc đời hành y mấy chục năm của mình đã chịu tổn thương cực lớn, nghe nói sau khi trở về buồn bực không vui, cứ canh cánh trong lòng, rồi nhanh chóng cáo lão về quê. Ai nấy đều thi nhau nói rằng Mạnh gia là yêu nghiệt dáng thế, Mạnh thừa tướng bị tà ma nhập xác, đứa trẻ sinh ra không phải hoàng tử mà là quái vật hủy diệt Ung triều. Dư luận ngày càng xôn xao,
Cha nàng khóc lóc một trận với hoàng thượng xong, 46 cung nữ và thái giám ở trong cung bị chém cả nhà. Ba phi tần bị ép tự vẫn, cuối cùng mới ngăn được lời đồn ngày càng ghê gớm. Tuy nhiên bạo lực bịt được miệng mọi người, nhưng không bịt được miệng quốc sư một lòng vì nước. Lão quốc sư mới hơn 50 mà đầu tóc đã bạc phơ. Quỳ Yên ngoài ngự thư phòng, xuất khẩu thành văn chửi mắng mạnh ra nàng lòng lang dạ sói. Làm trái ý trời, ông mắng nàng là nữ tử thất đức, quấy rối triều cương bằng thân phận hèn mọn, buồn vì chuyện hoàng thượng làm bậy, có ý xấu với thái phó dạy mình từ nhỏ. Hoàng thượng, hiện giờ hoàng hà lũ lụt liên miên, ngân lượng trong quốc khố là dùng để cứu nạn giúp dân, nhưng giờ tất cả đều bị Mạnh Tường chiếm dụng, đưa vào tay Uy Viễn đại tướng quân. Uy Viễn đại tướng quân ở Thượng Nhiêu nắm 10 vạn đại quân trong tay, giờ lại có ngân lượng chống đỡ, e rằng sẽ sinh lòng riêng. Hoàng thượng, nàng đứng trước cửa sổ nhìn lão quốc sư nôn mấy ngụm máu dưới mặt trời chói chang, cả người thoi thóp, dáng vẻ sắp chết hiện rõ. Từ lúc tiên hoàng đổ bệnh cho đến tân hoàng kế vị, ung miều to lớn này vẫn luôn dựa vào một mình lão quốc sư nhọc lòng. Ông trấn an lòng bách quan, lại lo lắng cho cuộc sống muôn dân, chỉ 2 tháng ngắn ngủi đã cạn kiệt tinh lực cả đời, giờ vẫn muốn quỳ trên đá xanh mặc người dẫm đạp, làm trò cười cho cung nữ thái giám đi qua đi lại, mất sạch thể diện. Hoàng thượng, đừng chỉ tin lời quốc sư nói, những việc Tường Nhi làm đều là vì đứa con của chúng ta. Cha nàng vốt ve bụng nhỏ khẽ nhô lên của mình, quả nhiên hoàng thượng dao động, chút tình thầy trò cuối cùng với quốc sư đã cạn, lão già đó ỷ vào việc từng dạy dỗ chẫm mấy năm mà hết mũi lên trời. Hoàng thượng nở nụ cười tà ác, nhưng chắc ông ta đã quên, Sâm Nhi cũng từng là thầy của chẫm, ngày tháng được Sâm Nhi dạy dỗ, đêm nào chẫm cũng ngẫm thấy ngọt ngào, thấy vở kịch lớn lại sắp bắt đầu. Mạnh Tường biết điều muốn lui ra, hoàng thượng lại ra lệnh, không cho phép, ngươi ở lại đây. Khi nàng ra ngoài, sắc trời đã tối om, lão quốc sư đã không còn ở đó nữa. Đến khi nàng ngồi kiệu về nhà thì thấy trong cung ầm ĩ, có người hét to, quốc sư bị chết đuối rồi. Mạnh Tường nhìn cửa cung tối om om, dần biến thành một điểm nho nhỏ trong mắt, cuối cùng mới thả rèm xuống, nhắm mắt lại. Thi thể của quốc sư bị hoàng thượng tùy tiện ném ở bãi tha ma, hơn nữa không cho phép người nhà ông cúng tế, rơi lệ. Sau đó lại phong cha nàng làm hoàng hậu đầy vẻ vang. Khi cử hành lễ sắc phong, còn có viên quan nhất thời ấm đầu, hét nhầm tên, Mạnh thừa tướng Thiên Tuế, hắn lập tức quỳ phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, hoàng hậu nương nương tha mạng. Thần nhất thời lỡ miệng, cha nàng sờ phượng quan lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm như ngọc khí vàng bạc, người đâu, Lý Thiếu Khanh thất lễ trước điện, quấy rối đại điển sắc phong, kéo ra ngoài ngũ ma phanh thây. Thấy Lý Thiếu Khanh còn muốn xin tha, cha nàng sờ chiếc bụng ngày càng lớn của mình, lạnh lùng cười, nếu không muốn thì chu di cửu tộc, thì ngoan ngoãn đi thôi. Hoàng thượng cười lớn, véo mũi ông, đừng làm hỏng tâm trạng bởi kẻ tạp nham này. Mọi người run rẩy hai chân, sau khi kết thúc, gần như đã mềm nhũn chân được người hầu đi cùng đỡ về nhà. Hoàng thượng đắm chìm trong hậu cung, chậm chạp không muốn lên triều. Nhưng lũ lụt, thiên tai đã khiến trăm vạn nạn dân chạy xuôi xuống phía nam. Khắp phía nam cả ung triều rối loạn, các quan lại nóng như lửa đốt, tấu chương chất chồng như núi được đưa tới ngự thư phòng, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Cuối cùng, một đám người ùn ùn tập trung lại, Hạ Vân, thị lang công bộ dẫn đầu, đá tung cổng phủ thừa tướng nhà nàng, người thật to gan, người hầu giận dữ quát, nhưng nàng lại thong thả vẫy tay, nhướng mày nhìn Hạ Vân. Hạ Vân là thư đồng học cùng thái tử từ nhỏ, giờ đã là quyền cao chức trọng, là bậc trung nghĩa hiếm có trong triều, mặt mày tuấn tú, mắt sáng như sao, dáng cao chân dài. Tuy yêu nàng là cặn bã, nhưng không khỏi khiến tâm trí nàng nhộn nhạo. Phải nói, ngày xưa khi Mạnh Tường vẫn còn trong khuê các, còn mơ tưởng đính hôn với Hạ Vân, Mạnh thừa tướng, có là ánh mắt nàng quá mức trần trụi, nên Hạ Vân tức đến độ mặt đỏ tía tai, không giữ chừng nàng với. Chuyện lũ lụt không thể chậm trễ, Mạnh thừa tướng tự xưng là lắm mưu nhiều kế, thậm chí còn tự do ra vào quốc khố, cũng nên thông báo cho hoàng hậu nương nương, để hoàng thượng lên triều một lần, chắc cũng không khó nhỉ. Hắn lạnh lùng nói, dĩ nhiên không rồi. Mạnh Tường cười tủm tỉm, nếu hạ thị lang bằng lòng dùng bữa với bổn tướng lập tức đi khuyên hoàng thượng. Bộp một tiếng, cổng son nhà nàng vỡ nát. Hạ Vân chỉ mũi kiếm vào ấn đường của nàng, giọng nói lành lạnh, hạ quan sẽ không dùng bữa cùng thừa tướng đâu, nhưng thừa tướng phải đi khuyên hoàng thượng, nhìn xem, đây là thái độ nhờ vả người khác đấy à? Không phải, nhưng nàng vẫn đi. Tuy nhiên dù có lên triều, vẫn không ai giải quyết chuyện lũ lụt. Trong chốc lát, mọi người đều câm như hến, chọc cho hoàng thượng đập vỡ mấy tách trà. Đồ vô dụng, một lũ ăn hại, chấm nuôi các ngươi để làm gì? Một trận lũ lụt nho nhỏ, đâu như thế rồi mà vẫn không nghĩ ra đối sách. Chờ hắn nổi nóng xong, Mạnh Tường mới dè dà tiến lên một bước. Hoàng thượng bất giận, thần có kế này, nguồn gốc của lũ lụt chẳng qua là muốn tu sửa lại đê điều, cứu nạn trăm họ, chỉ cần có tiền thì mấy chuyện này đều dễ bàn. Mạnh thừa tướng nói dễ nghe ghê, giờ quốc khố trống rỗng, Mạnh gia lại giàu chảy mỡ, chi bằng làm gương, quyên góp toàn bộ ra. Hạ Vân trừng nàng với ánh mắt sắc như dao, mở miệng châm chọc, Mạnh Tường không dao động, nếu có thể đổi lấy thiên hạ thái bình, dù là trăm ngàn Mạnh gia cũng không tiếc, nhưng giờ còn chưa đến nước này. Nàng đổi đề tài, cong môi cười hờ hững, tuy nói hoàng hà lũ lụt nghiêm trọng, dân chúng lầm than, nhưng địa giới giang nam lại vẫn sầm uất phồn thịnh, chi bằng chúng ta tăng thêm thuế muối, lấy tiền thu được dùng hết đi cứu nạn, cũng coi như là lấy của dân dùng cho dân. Sằng bậy, Hạ Vân tức ói máu, quả nhiên hắn không thể trông mong một tên hôn quan đần độn như nàng thốt ra được lời hay gì. Thời cuộc bây giờ đang lung lay, cuộc sống bá tánh đã khổ sở, dù là giang nam cũng chỉ đủ ấm bụng mà thôi, nếu tăng thêm thuế muối, thế chả phải khiến dân chúng giang nam cũng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Điều này áp dẫn đến dân chúng bất mãn, bùng nổ xung đột, táo sược. Mạnh Tường lạnh lùng quát,
dưới sự cai trị sáng suốt của hoàng thượng, thời cuộc lung lay gì chứ? Chẳng qua thu thêm chút thuế muối mà thôi, địa giới Giang Nam lại màu mỡ như vậy, dốc chút sức lực vì nước thì đã sao? Bách quan xôn xao, tỉ vào mũi nàng mà mắng. Hoàng thượng nghe đến bực bội, đều im hết đi. Chấm thấy cách của thừa tướng rất hay, cứ làm vậy đi, chấm giao toàn quyền chuyện thuế muối và trị lũ cho thừa tướng.